Phạm Băng Băng lộ bụng to bất thường. Nữ diễn viên nổi tiếng khiến nhiều người tò mò khi để lộ vòng bụng không mấy gọn gàng. Băng Băng góp mặt trong buổi họp báo ra mắt bộ phim I Am Not Madame Bovary, Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên mà cô đóng vai chính. Nữ diễn viên nổi tiếng mặc bộ trang phục thêu hoa văn cầu kỳ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và thanh thoát. Suốt sự kiện, Băng Băng thường lấy tay che bụng. Một vài khoảnh khắc cô để lộ phần bụng dưới không mấy thon gọn. Tin đồn cô có bầu với người yêu Lý Thần từng rổ lên trong làng giải trí, nhưng người đẹp không xác nhận. Thần thái mỹ nhân họ Phạm xinh đẹp rạng rỡ. Trong bộ phim mới này, Băng Băng vào vai một người phụ nữ quê mùa, luôn bị chế giễu như Phan Kim Liên. Trong khi cuộc sống thực cô phải chịu nhiều bi kịch cay đắng, tác phẩm được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Chấn Vân do đạo diễn Vùng Tiểu Cương đảm nhận. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.